chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, khi phụ nữ có nhan sắc đảm nhận những vai trò quan trọng trong xã hội, thường vấp phải những ý kiến trái chiều, những định kiến cho rằng bình hoa di động. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với một người đẹp, là một MC, một người mẫu, và xin được giới thiệu đến với quý vị khán giả MC người mẫu Thảo Nhi, và cô ấy sẽ cho chúng ta những trải nghiệm cá nhân, những suy nghĩ xung quanh những ý kiến này. Xin chào Thanh Huyền, xin chào quý vị. Ngày hôm nay Thảo Nhi rất vui khi trò chuyện với Thanh Huyền về nghề người mẫu cũng như là nghề MC của mình trong thời gian vừa qua. Chị đã đến với công việc của một người mẫu từ khi nào? Nghề người mẫu là cũng rất có duyên với chị ngay từ năm 2007. Khi đó chị tham gia vào một cuộc thi mỹ phẩm, nói chung là cuộc thi đó là đối với thời điểm hiện tại lúc đó đó nha cũng rất là nổi, nên là chị cũng may mắn là chị đậu giải nhất thì cuộc thi đó, xong từ đó là cơ duyên người mẫu bắt đầu đi diễn rồi chụp hình báo các kiểu là coi như là liên tục từ đó cho đến tầm khoảng năm 2010 thì bắt đầu mới bén duyên đến với nghề MC cho đến bây giờ. Chị đến với công việc MC như thế nào hả chị? Lúc mà đi diễn thì anh Tạ Nguyên Phúc là giám đốc của công ty người mẫu PL, lúc đó là chị đầu quân cho công ty người mẫu PL, thì anh Phúc có đề nghị chị là trong một cái show diễn của ảnh lúc đó chị cứ thử dẫn chương trình đi. Nhi cứ lên Nhi nói bình thường thôi, tại vì dẫn người mẫu thì cứ giới thiệu nhà thiết kế này rồi bộ sưu tập này thì kia. Khi mà bước lên sân khấu cầm micro thì thật ra là chị cũng không có rung lắm. Có thể là do nghề người mẫu lúc đó cũng tạo cho mình được cái sự tự tin. Thì khúc đó cầm micro lên nói xong rồi cảm thấy ồ sao mình làm thế cũng trơn tru quá. Nói chung là xong show rồi ai cũng khen. Rồi anh Phúc cũng bắt đầu thấy là chị có duyên với nghề này, rồi cũng thấy là chị có khả năng. Nên là giới thiệu đến anh Trung Võ của công ty Đông Tây, lúc đó là anh Trung Võ là đạo diễn chính của chương trình Thời Trang và Cuộc Sống. Lúc đó là Thời Trang Cuộc Sống là em biết là rất là nổi lúc đó. Tất cả những người mẫu hàng đầu của Việt Nam đều xuất hiện trên sàn diễn Thời Trang và Cuộc Sống thời điểm đó. Và khi mà gặp anh Trung Võ thì đó cũng là một cái cơ hội để Nhi thử lần đầu tiên dẫn chương trình Thời Trang và Cuộc Sống trên sóng truyền hình HTV. Thì trước đó là có chị Đinh Ngọc Diệp nè, chị Yến Nhi và chị Vân Anh nữa. Chị nghĩ là chắc chị cũng không có cửa đâu, tại vì mấy chị đó dẫn quá hay và coi như là cũng đã rất là nổi tiếng với vai trò MC lúc đó rồi. Nhưng mà khi mà vào đây để dẫn chương trình đó thì chị thấy rất là tự tin, giống như là lúc đó nghề đã chọn mình luôn rồi đó Huyền. Khoảng thời gian đầu tiên thì chị có gặp nhiều khó khăn không chị? Đến bây giờ nha, khi mà xem lại những cái clip mà những ngày đầu chị dẫn cái chương trình đó trên YouTube á, khi mà lên mà search lại coi á, nói thật luôn là muốn độn thổ luôn á. Sao vậy chị? Không biết nói làm sao mà đúng kiểu đúng nghĩa là một người mẫu mà lần đầu tiên dẫn chương trình, lần đầu tiên xuất hiện, nói thì rất là chậm, không có miếng hơi hám nào hết trơn á, mà từng câu chữ là coi như là cứ rặn từng chữ, nghe lại rất là mắc cười. Nhưng mà phải như vậy, có nghĩa là khi mà coi thì mình thấy mình phải như vậy thì mới có ngày hôm nay. Những ngày đầu chị chuyển từ công việc là một người mẫu sang là một MC thì chị có bị những người khác họ để lại những cái ý kiến không hay không ạ? Thời đó nha, khi mà chị chuyển qua làm MC á, thì đa số mọi người rất là ủng hộ và cũng chẳng có một cái trở ngại nào hết á. Mọi thứ lúc đó rất là trôi chảy luôn á. Dạ, nhưng mà nếu như mà người ta so sánh với những MC mà thực sự chuyên nghiệp ở cái thời điểm đó và với một Thảo Nhi ở cái thời điểm mà vừa chuyển từ công việc người mẫu sang MC thì chắc chắn là người ta sẽ có cái sự cân nhắc ở trong đó, đúng không chị? Những cái công ty sự kiện lúc đó đó là họ sẽ sợ là hoa hậu người mẫu thì làm sao mà có thể dẫn chương trình được. Nói chung là có những người không có tin tưởng vào mình, nhưng mà có những anh em trong nghề á thì họ mới thuyết phục là thôi cứ thử đi, cứ thử chọn Thảo Nhi đi thì sẽ thấy như thế nào. Thì sau đó thì mọi người cũng bắt đầu có thiện cảm và mọi người bắt đầu là nhìn nhận và đánh giá khác. Có nghĩa là mọi người sẽ thay đổi về cách suy nghĩ là đây không phải là một người mẫu nữa mà đây có thể là một người dẫn chương trình. Thanh Huyền thấy có nhiều bạn trẻ khi đến với công việc của một người dẫn chương trình, các bạn hay hỏi một câu như thế này là MC thì có cần nhan sắc hay là không? Thì chị nghĩ như thế nào? Cái này là theo chị nha.
Chị nghĩ là làm MC là phải có nhan sắc trước đã. Thật sự là phải có nhan sắc và phải có chiều cao. Như chị năm 2018, chị ngồi ghế giám khảo của chương trình TV Face, gương mặt truyền hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh á, thì khi mà chị ngồi vào ghế đó thì tiêu chí chị chọn ra nhan sắc, chiều cao và cả thanh sắc phải ngang nhau, thì đó là cái yếu tố chị chọn đầu tiên. Tức là nó là một cái điều kiện cần. Đúng rồi. Nhưng sẽ không phải là một điều kiện đủ, đúng không ạ? Khi mà bạn xuất hiện trước công chúng, khi mà bạn xuất hiện trước truyền hình, trên sân khấu, thì bạn phải đẹp trước đã. Thật sự đó là cái yếu tố cần thiết. Bạn đẹp thì sau đó những cái yếu tố như là giọng bạn hay nè, rồi bạn thể hiện được câu cú như thế nào, rồi nó mới bổ trợ cho nhau được. Nếu mà nói như vậy thì sẽ có rất là nhiều bạn có ước mơ, và ví dụ như là bạn đó có cái khả năng dẫn lôi cuốn nhưng mà lại không quá nổi trội về mặt nhan sắc, thì các bạn sẽ cảm thấy khá là tủi thân. Đối với những cái trường hợp mà các bạn cảm thấy mình không có tự tin về nhan sắc của mình á, thì sẽ có những cái hướng đi riêng. Ví dụ như bạn có thể dẫn vào những chương trình nào mà không lấy hết người. Có thể là bạn dẫn những chương trình chỉ cần lấy hình xa xa, hoặc bạn là có thể làm ví dụ như là diễn viên lồng tiếng. Đúng rồi, đúng rồi, vẫn có nhiều sự lựa chọn. Cho em hỏi là ở ngay cái thời điểm đó thì chị có cảm thấy là chị rất là tự tin về cái mặt nhan sắc của mình không? Thời điểm đó thì thực sự là không có nhiều người mẫu chuyển từ MC đâu. Như là năm 2013 là chị nhớ là chị bắt đầu ứng tuyển vào chương trình 60 giây của Đài. Thì chương trình 60 giây của Đài lúc đó đó là những năm đầu tiên rất là thành công và mới ra lò luôn. Lúc đó chị vẫn chưa được dẫn chính, chị chỉ làm người dẫn chương trình thời tiết thôi. Nhưng mà từ cái chương trình dự báo thời tiết lúc đó đó là tạo nên tên tuổi của chị riêng. Tất cả các báo là lúc đó đặt tên cho chị luôn là cô gái thời tiết. Còn là cô gái thời tiết. Đúng rồi, và khoảng thời gian đó đó là cái tên đó là chết với tên của chị luôn. Sau đó chuyển qua chị dẫn tin thể thao thì báo chí lại nói là cô gái thể thao. Đó, có nghĩa là chị làm cái gì thì bị đặt tên cái chuyện đó. Dạ, chị có cảm thấy như vậy là may mắn không ạ? Rất là may mắn và rất là hay, bởi vì chị cũng cảm thấy là mình làm tốt thì người ta mới đặt tên cho mình riêng cái về cái vai trò đó. Tính đến thời điểm nào thì chị nghĩ là mình không còn bị gắn cái mác là một người mẫu chuyển sang là một MC nữa? Đến khoảng thời điểm đó là chị vào coi như là chị là MC chính thức cho 60 giây bản tin tức của Đài luôn á, thì lúc đó chị không còn ngại đến cái chuyện mà mọi người nói ra nói vào là mình là Bình Hoa Di Động, mình là người mẫu. Dạ. Dẫn tin tức vậy đó. Dạ, tại vì mình đã cố gắng rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì nguyên một quãng đường mà mình đi á, là từ dưới đi lên, mình đi rất là chân chính và mình không có sợ gì cả, nên là không ai nói được gì mình hết. Rất là cảm ơn chị Nhi về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thanh Huyền nghĩ là có nhiều người họ sẽ cảm thấy ngại khi mà nhắc về những cái khoảng thời gian mình đã trải qua, về những cái lúc rất là khó khăn của mình. Nhưng mà với chị Nhi, em thấy chị nhắc đến với một cái tinh thần rất là cởi mở và dám đương đầu với mọi thứ, thì em nghĩ đó cũng là một trong những yếu tố khiến cho chị có được cái vị trí như ngày hôm nay. Thật ra là trong khoảng thời gian đầu á, mà khi mà Thảo Nhi là chị làm những cái chương trình như là dự báo thời tiết, rồi những cái chương trình mà của Đài á, thì Đài có cho các anh chị ở trong này dạy chị cách đọc, dạy chị cách luyện thanh như thế nào. Và lúc đó là chị cảm thấy rất là may mắn khi mà có cơ hội được các anh chị ở trong này dạy. Khoảng thời gian đầu á, rất là dễ bỏ cuộc. Và có những lần là coi như là chị bị chê mà phải nói là chị khóc luôn á. Nhưng mà sau này hiểu ra được á, là bị chê như vậy á, thì mình mới khá hơn, mới có được ngày hôm nay. Thanh Huyền chúc cho chị Nhi có một sự nghiệp sẽ còn thành công hơn nữa và sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn cho quý vị khán giả. Ngày xưa thì gọi là cô gái thời tiết, rồi cô gái thể thao. Và Thanh Huyền rất là mong đợi thêm một danh xưng nào đó mà khán giả tiếp tục gắn cho chị Nhi. Cảm ơn Thanh Huyền, và cũng không mong gì hơn là bây giờ cũng là mẹ bỉm sữa rồi. Cũng không có ham hố gì nhiều nữa, nhưng mà vẫn hy vọng là ngày nào mà mình còn giữ được cái nhan sắc này thì mình vẫn còn đóng góp cho công việc này. Dạ, cảm ơn chị. Và với câu chuyện vừa rồi, Thanh Huyền mong là sẽ có thể truyền được một chút cảm hứng đến với khán giả nữ của chương trình Son Môi Đỏ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo, được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ 2 tới trưa thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.